đưa đưa bát đây, đưa 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 chén đây. Hả? Cứ lỗi đúng không? Cốc chén nước rượu. Chén rượu anh cho anh quản lý. Anh quản lý ạ. Này anh em cuối tuần lại làm tí tươi. Thôi anh để bên đấy đi để em bơm nó. Hầu à. Thắp hương cho nhanh. Sáng giờ còn tươi thì. Anh cứ để đấy rồi để bơm. Cá khoai này. Xoài được ông anh ở trong miền Nam cũng gửi ra cho tạ. Xoài ế. Này nếu con kia nó bán phải gần trăm ngàn. Nó bán có ăn gì một đĩa xoài có mấy cái em? Nửa quả. Mấy con cứ tòi à? Mấy con cứ uống rượu vào là mua cả rồi chỉ xuất xoạt luôn. À, mấy con đi đi ấy gì? Không, cái xoài của nó còn ngọt ngọt, không phải xoài chua này. Nhưng mà xoài chua này ăn hay hơn chứ đúng không? Xoài nó ngọt, còn đi ăn xoài này, rượu ăn xoài ngọt hơn. Nó rôn rốt. Nó bảo gắn quản đấy các ông nhá. Nào ăn được rồi đấy nhỉ. À... để tôi làm chén rượu đi rồi nó ăn sau vậy. Nào anh em mình gặp nhau cuối tuần cái nhỉ. Ôi, gia đình chả có gì ngoài cái tuần mới. Mãi là cái gì đấy cái cấn đéo. Sáng thì là rượu, trưa thì bia, tối thì rượu. Địt mẹ đòi. Chưa thì vẫn ai lon như mấy mình. Ai lon được chưa à? Em ba lon như mình. Ôi trời. Đúng rồi. À, có chơi hàu chơi có rồi đấy. Mới đây mới đây mà ăn. Mới đây ăn được đấy. Hàu có nhiều đấy đấy. Ăn hàu đã. Hàu ăn trước đi. Ăn trước hàu đi. Ăn trước hàu đi. Vớt 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 vớt. Em mời anh tham ăn cơm nhé. Cá chỉ cần này, cá khoai nó chỉ cần tới cái này là ăn được thôi, nó không cần nổi. Nó hơi trắng nổi nổi nha. Đây nổi đấy, cá này là chén nổi. Em chén nha. Ừ, cứ chén thôi. Làm tí hàu. Ôi giời, may quá nhỉ. Chưa được. Chưa được à? Nó cứ trắng trắng nổi nổi nổi. Hàu, hàu ăn được chưa? Hàu được rồi, hàu rồi. Chín quá rồi. Qua, phát là chín. Sống bên hàng bột á. Huy ơi, múc 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 cho anh phải. Sao tay run rồi. Tay run rồi. Rồi rồi, cả nước cả nước. Ôi, nước mát ngon lắm. Ừ. Đấy, đây này anh em này. Ừ cho rau vào đi em. Từ cho ít rau thơm vào nữa. Thôi nhớ. Có rồi đó, thơm ghê ngon đi. Bây giờ nước sôi cái là cá nước này làm ăn của nó đấy. Anh đúng rồi, sướng lắm ạ. Đúng rồi, ác đi kia chưa hết à. Vâng, cái món nước này dùng này cái. Thầy bắt ba chén rồi. Chưa được. Ôi trời. Anh Cường. Mua đi. Đây em còn chán nên không thấy ai có rượu. Mai tình hình sao bên kia sao? Thì em đang nghe ngóng ở cơ trường bên này thì dự kiến thì em đến ngày mai là em với 29 nước sang. Nhưng mà nếu bên này dính phần gôn thì bên đấy anh hội em một tí. Bên đấy em có hai hàng này. Tiền tiền đầu đấy là nó buổi sáng nó hạ lật nút mà nó xong rồi bôi cái tân xe đúng không? Đúng rồi, phải sắp đồ, nếp đồng hoàng trong ký quốc mít của ký ấy xong rồi thả cái tâm hai người được. Thế để nếu mà hai người được thì để bác ở đây để xử lý luôn. Bác ở nhà. À, bác ở cái đấy thôi. Cái hàng chuyển này chuyển như nào nhỉ? Dạ. Chuyển về đây hay về? Lại nhập giống lần trước. Về đây thôi. Không, đi bà chuyển về đây. Giờ còn chỗ nào nữa đâu mà chuyển nó đâu. Đi bà chuyển về đây. Cà khoai này rồi đúng không? Được rồi, được rồi. Ok đấy. Cho bé lửa. Múc lên. Để bé lửa xuống cho nó đừng để chín quá. Và cho tí nước vào nữa. Phải vừa nước vừa cái. Tóc trùng chăm chăm. Ừ. Một cái tóc dài. Hai anh tóc tơ. Không. Tóc tơ của anh Khương cũng tóc tơ nhưng mà tóc, của anh Khương tóc thì còn được, cái lông mới sợ, nhưng tóc việc cái gì. Cho 7 miếng hay mọi người 1 miếng nha, đủ nha. Tí lửa sau lại tiếp tục đấy. Không ăn được, quá chua là cận á. Để lông quảng tác này, sáng này. Chưa, sáng. 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 Sáng cho chim ăn này. 200.000 mua bao cám cho chim ăn. Chim thịt mẹ ngon đấy, thì con ấy là ngon này. Còn ngon thật. Chứ đúng con đấy mình được. Không phải được bác để bỏ cái ra rác. Khoai mà còn bỏ đây. Khoai chín chưa nhỉ? Không qua cháu tiền. Khoai này.
Mày test ở đâu? Ở đây. Trong góc này gì? Nó nôn. Không. Ôi, chị ơi, mời chị ơi. Mời ơn cháu nhá. Cô bạn này 5 quả xoài mang về nữa. Đưa cô 5 quả xoài nữa mà mày. Ôi, cứ để đấy mà. Giời, nhà đang chật. Quả. Hút nước lên. Xoài trộn vào đầu lên chùa đấy. Ngon không? Đấy, 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 em phải chấm cái này. Không biết được anh không thấy cái lọ kìa. Ờ. Đây nè. Đấy, rồi. Nào nào, cảm vẫn phải cảm tưởng cảm nghĩ nào anh đang. Ngon. Cảm nghĩ là ngon. Mát ruột. Đấy. Này có thêm tí bánh đa là bẻ nhỏ hơn. Thôi, rồi ngon rồi. Gắp ra mày, quả mày đã múc ra mà ăn. Đây đây đây. Cái này không biết sớm tí thì bảo hừng thích chơi tí mực tí ấy nữa. Mực là anh ta với anh Thông lại không thích ăn, không đã mua rồi. Ôi, nhà mình đọc ấy đây nhỉ. Nào. Ờ, chưa cúng xong rồi. Cúng ăn cho người gì đây. Không ăn quay nào hết con đấy. Mày thấy anh ăn mực mấy khi ăn đâu. Thôi, ăn hầu với cá quay được rồi. Đi ăn kể cả mực nướng mực khô anh có đụng mấy. Vui thì làm miếng. Không vui thì thôi. Mình để đồ lên ăn sao. Ngồi ngon mình ăn ngon. Bao giờ ăn cũng mặt thôi. Nhà nấu kể cả hôm trước có tí chàng ấy nhỉ, ăn nó ngọt thành xước miệng. 200.000 thì bao nhiêu? Mẹ hôm sau anh em ra. Cái này bây giờ anh mua bao nhiêu? 100 một cân. Đó. Coi như là cái đĩa này 100.000 gì nữa. Cháu không có mình có 10.000 như mấy. Bùa của nó thôi. Cá khoai. Mua này mua của cá khoai mà. Khoai rồi, mua lại mà. Trước nhà 300 mấy. Trước thì nó đắt thôi, bây giờ mua là tốt rồi. Đây nó rẻ hơn nhỉ. Mua khoai nhé. Mua cái gì? Đây đây. Cá khoai hay là cái gì? Nó phải đắt chục. Nhưng mà nó lại khoai bé, khoai bằng con tay nhiều. Cá khoai này ở đây 750. Với hàu cũng được không? Một con hàu với đầy nước. Hơn cả chén rượu. Chén đó cho ruột. Đấy đúng rồi, ok. Đó thôi. Tí cầm mồi đi. Đấy, đây này anh em này, nhìn này. Sao rau à, Huy ơi? Rượu ngon rồi đây. Bạn cái này ăn nó mát rượu. Đang mát rượu hết bụng này. Ôi, rượu ngon đúng bạn Hiền, nhưng mà bạn Hiền đây không có thì thôi, ta là rượu khói. Cũng thực là bây giờ rượu tránh rượu say con đồng đều. Tranh thủ mà uống đi, uống lắm là thân. Chính là bây giờ không nâng là nâng tất. Ừ, thầy. Cho nó nhanh, ai cũng uống được, bởi rượu nhau làm gì. Ừ. Mà có cạnh bắt bằng uống bên. Có xa lạ gì nữa đâu. Đúng rồi. Mà giờ là lên đâu hết đấy chứ không uống được nghỉ nhá. Không lông đen. Đúng rồi. Đúng. Hay lắm, chịt vẫn kêu lắm. Không trách là sáng nay bỏ vỏ. Sáng nay bỏ vỏ à? Buồn thế, sáng nay cá đấy cũng gọi nhớ đi không? Về chiều đây chiều tí một tí. Nó bảo cái vật nó thở thật, nó thở thật, nó thở thật, nó thở thật, nó thở thật. Mình gọi điện ra.